Chưa. Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Cái video mình sẽ nói về cái tuần sau là có hai điều. Một điều là mình là cái video thí nghiệm video hướng dẫn con làm bông răng hôm qua là mình sẽ cái đó là mình sẽ chỉ nó từ thứ năm và cái ba tuần này. Còn cái video thí nghiệm là mình sẽ chuyển sang năm tuần sau. Rồi nghĩa là em mới dài đồng luôn. Nghĩa là thứ năm tuần sau là làm video thí nghiệm. Còn một điều nữa là thứ sáu với thứ bảy tuần sau là mình sẽ nghỉ làm video do là cắm trại tàu trường vào ngày 26/3. Đó là hai điều mình muốn nói vào tuần sau. Rồi. Và video hôm nay mình sẽ nói đó là video về tìm hiểu về một game tựa game kinh dị cũng giống như trò Slender Arena nhưng mà đáng sợ hơn nhiều. Và tên video đó và tên game đó là Slender Arena X. Đó, mình đã tải sẵn ở trên máy bản rồi. Mình sẽ mở lên liền. Đó, đây. Đây cho Slender Arena X đây. Đó. Đó, tựa game này mình thấy nó cũng hơi kinh dị. Mình sẽ vào Google mình lên xem rõ hơn. Không có video giới thiệu rồi, mình sẽ thử mở xem. Đây là người đây. Đây Slender Arena X. Đây, mặt bên đây là Slender Arena. Còn mặt bên đây thì mình không biết là ai. Còn bên sau trong đây là hình như là một khúc cây gỗ hay sao ấy, mình nhìn cũng không rõ cho lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ thử bắt đầu chơi. Đó thôi, bắt đầu vô chơi, các bạn nhớ like và subscribe cho mình và nhớ ấn chuông để nhận thêm nhiều video. Rồi mình sẽ thử vô chơi xem. Đó, đây là cái cấp độ bao gồm là easy là dễ, medium trung bình hay là khó. Cấp độ easy, các cấp độ là mình chưa tìm hiểu về cái này. Cô đi hoạt động là chết nổ. Mình không đủ. Căn phòng này hoàn toàn rất giống với trò Granny. Hoàn toàn có một căn phòng giống như thế này. Để tôi ăn đó. Quay đó. Nó đụng này già quá. Để cho tôi ăn quay đó. Đó. Đây. Mình thấy cái tương tự này hơi kinh dị. Cái hơi kinh dị rồi á. Không đây có đèn nè, chưa có cái cửa thôi, chưa có hai cái thôi. Khá là nghèo nè. Trong căn phòng của mẹ đi là có tủ bức tranh, nó là cái ghế là cái kiểu ô mẹ ơi. Wow, hú vía. Wow, thật là đáng sợ. Chỉ lơ là một vài giây thôi mà mình đã bị hú vía đó. Cái gì vậy? Đổ tay nào? Được. Những video này là không thích hợp cho những đứa trẻ. Bởi vì những video này là thường có những âm thanh hơi đáng sợ. Nên mình thì đó là chỉ gì? Em đang ở đâu vậy? Những video này chỉ dành cho những trẻ em có đủ can đảm để mình xem thôi. Những đứa trẻ dưới 6 họ làm sẽ sinh ra là không thể nào được cho xem những video thế này. Đó. Cái đó là chế độ nhạy cảm. Cái đang ở đâu vậy? Vậy, tôi không biết. Đó mà còn hiểu cái gì nữa.
Tối nay không biết lúc nào hết hồn. Lúc nào hết hồn thì tôi mới chết. Ồ, đây là bản đồ căn phòng đây. Từ từ, chờ đã. Con giới thiệu một chút sơ qua. Gì vậy? Cái gì vậy con này? Từ từ tao với ai? Ồ, gì vậy? Ồ, bức tranh. Trời ơi, thật là kinh dị. Sao phá? Đang lên tay ra. Trong đó sẽ nên đi nào mà làm cho mình giới thiệu thì nó chỉ là những con đường thôi, còn và những căn phòng thôi. Còn bây giờ là trò sẽ nên đi nào ít là bây giờ những mỗi phòng đều có những đồ vật trong nhà và cả những bức tranh kinh dị nữa. Và điều đặc biệt nhất ở đây là tất cả các thành viên trong gia đình Slenderman đều tập hợp ngay trong trò chơi này. À mà quên nữa, trong video tìm hiểu sự thật về Granny là mình đã đề cập tới là có một viện nhật ký nằm trong nơi game này đó. Một ngày nào đó mình sẽ thử tìm ra cái cuốn nhật ký đó. Ôi mẹ, cái gì vậy? Nãy đã thấy rồi. Mình cảm thấy cái tựa game này là có những cái mà mình muốn thử chơi để khám phá ra những gì liên quan đến game Granny cũng như là sẽ đi game... Đi ra đâu lên giường với con nào. Ủa bây giờ xin đi ra đi đâu rồi hôm nay? Đi chơi trai. À một thằng trợ lý tí họ của mình đây, thằng lùng nhất trong các thành viên của mình đã hồi nãy vừa cân nhắc với mình là không được chơi, không được chơi trò này vào ban đêm. Trò này mà theo nhận xét cá nhân là trò này khá là kinh dị, nhưng mà chắc chắn là vẫn còn vài tự game còn kinh dị hơn. Đồ đèn nữa nhen, dầu còn giàu hơn cả nhà Granny nữa. Có một cái đài piano thà mà còn không dám mua về nữa. Bạn nghèo nàng tàn sát ra, không có gì ăn đi cả. Chứ mà Granny sao luôn mày có. Này lên lầu trời nha. Cái gì vậy? Mày biết không? Con nhện. Nhện hả? Hả? Ấy chà, đệ tử của Granny. Sao? Granny. Là sao? Ai biết? Ai chưa nói rồi mà. Có ai? Thì em sợ không biết liền cái đâu. Ô bà nè. Gì vậy? Dạ. Nhỏ nhả? Dạ, nó bắn cho một trận liền. Con nhỏ gì là con gì á? Nhà bà này không có xíu. Bà xíu. Con của bà hơn. Cứ sao? Thì khó ha. Đi à? Các bạn có thể nghe cái tiếng nhạc hơi sôi động xíu, nhưng mà cái tiếng nhạc đó là phá hậu với không gian kinh dị mà từ game này phát ra. Gì vậy? Cửa tự đóng. Quá. Nó là phòng này nó bị bộ ẩm rồi.
Tiếng gì vậy? Nhà thực cái gì vậy? Tiếng lộn chữ khó như vậy. Khó hả? Chữ nhà thực cái cuốn nhật ký á. Cái gì không? Không thấy là cái gì hết, bởi vì tôi đang sợ. Bỏng tay ra không? Cái lần này bọn mình bị hù thêm một lần nữa là mình sẽ đọc video tại đây. Tụi mình bị giả các thành viên trong gia đình Gina trôi vậy là quá đủ rồi. Quá đủ trong một cái... Ê, thêm cái cầu thang lên lầu nữa nè. Cái gì cầu thang nữa hả? Trà dầu khu. Phải không nhận là nhà của Selena đúng là giàu hơn, có cái giàu hơn cả nhà bà của Lenny đúng không á? Bà nhà bà Selena là thức ăn đầy đủ là cái kiểu, còn bà của Lenny là thức ăn chỉ có một cái miếng thịt từ bồn cầu với lại một cái dưa hấu, một trái dưa hấu là từ thùng rác. Ca đệ tử ca ra, đệ tử tao nè. Gì vậy? Em biết. Để thấy đệ tử tao rượt theo á. What? Selena đi lá rượt theo tao. Nên đi thử cho ai thử. Vậy. Là sao? Ông nào không? Đi ra đó mà quay ra sau thì chết hết luôn á. Đi thả. Gì vậy? Chị nhờ. Em đây mới cung nhắn ra vậy. Cứ xin lại nó bảnh lo thử. Cái này không gì đâu mà dài ghê luôn á. Nhà kiểu một cung mà. Nhà mà cao mà dài, nhiều cầu thang vãi. Gì vậy? Đệ tử tao dài. What? Má lên lầu tự nhiên gặp cậu. Cái gì? Má lên lầu tao đã gặp. Giờ đây, giờ đây. Gì vậy? Giết. Tôi cần tôi còn một cái chìa khóa để mở ra cái này. Cầm mở thơ rồi xuống. Đang ở đâu vậy? Đang ở đâu? Ở Việt Nam chơi đâu? Phải à? Thì phải mình định đi đi thẳng hả? Rồi. Ờ, phải không nhận nhà bánh nhà giàu, giàu hết sức, giàu hơn cả nhà Granny luôn á. Granny tự nhiên nhà bánh là nhiều hết chữ nó luôn á. Ok, thì thời lượng do quá dài nên mình tạm ngồi video tại đây thôi. Nhưng mà là một phần lớn là do độ đáng sợ cái này là cực kỳ lớn. Nên mình ngừng tới đây thôi. Một ngày nào đó mình sẽ ngừng. Đó, bỏ nó sau này chúng ta đã bị hù rồi. Ok, tôi sẽ tạm dừng ngay.